Dạ báo cáo sếp, bữa nay trời chuẩn bị chuyển mưa nữa rồi. Em xin phép nghỉ ngày em ở nhà em làm công chuyện. Có mấy con cọp á, tối qua mưa quá nó vô nhà em nó núp. Bây giờ nó vẫn chưa ra, em đã chắn giữ nó lại tại chỗ này. Hiện tại em đã bắt được 24 con cọp trắng nõn ngọc ngà ngọt nước. Và hiện tại em và một số đồng nghiệp đang đi chợ để mua một số mồi cho cọp nó ăn. Hiện tại một số anh em đồng nghiệp đã huy động vốn để mua một số tôm để về hấp nước dừa cho cọp nó ăn nè. Có số anh em thì hùng khô, có số anh em thì hùng trái cây, có số anh em thì hùng lẩu bò. Nếu như hôm nay ship rảnh, không bằng chuyện gì thì hãy chạy ngay sang nhà em để xem tụi em cho cọp nó ăn. Theo nhận thấy thì 24 con cọp này vô cùng chắc khỏe và hùng mạnh, vì số lượng bầy đàn của nó quá đông, có thể giết chết 4 tụi em trong vòng tích tắc khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nếu như ship thương em, hãy chạy ngay sang nhà em để tiếp tay để tiêu diệt 24 con cọp này một cách nhanh chóng.